Ôi rồi, hôm nay chọn cái chủ đề này ạ. Trước khi mà ngồi quay ạ, cảm thấy toát mồ hôi. Bởi vì cái chủ đề này cũng hơi sợ khi mà nói ra. Sợ là nhỡ đâu trong các khán giả xem ấy, lại có ai là phụ nữ mà kiểu phụ nữ thông minh và tinh tế á, họ sẽ để ý xem là mình nói các cái vấn đề trong podcast này nó có chuẩn hay không, có đang bị thiên vị cho một giới nào đấy hay không, hay là có thực sự tinh tế hay không. Mà mình cũng thực sự liều khi mà chọn cái chủ đề này, bởi vì biết sao không, gần đây á, nhìn ra xung quanh thấy rất là nhiều bạn bè anh em là phải tìm những cái mối đặt hoa trong một cái thời điểm hoa rất là khan hiếm, rồi phải vắt óc xem là tặng quà gì cho phụ nữ khi mà một cái ngày đặc biệt sắp đến rất là gần rồi. Nên hôm nay chính là một cái sự tìm tòi của bản thân mình, cũng như dựa trên kinh nghiệm 30 năm sống trên đời, và cũng là một cái bước mới trong hành trang muốn làm cho thế giới xung quanh trở nên tốt đẹp hơn của chính mình. Thì mình rất muốn chia sẻ đến các bạn nam là đâu là những cách mà chúng ta có thể làm cho người phụ nữ quanh ta trở nên hạnh phúc hơn. Nếu bạn là phụ nữ và bạn nghe cái podcast này thì bạn cũng hãy cứ ngồi lại đây để nghe tiếp đi, chứ bạn cũng đừng rời đi làm gì. Nhưng mà giả sử mà mình có nói một cái điều gì mà nó không thực sự thỏa đáng con người các bạn thì cũng hãy giơ cao đánh khẽ. Còn nếu mà mình nói rất đúng rồi thì bạn hãy chia sẻ cái thông điệp đó đến với nhiều người đàn ông quanh bạn hơn nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu podcast ngày hôm nay. Điều đầu tiên mình nghĩ là tất cả đàn ông cần phải nắm rõ nếu muốn làm cho phụ nữ hạnh phúc, đó là mỗi đàn ông đều là một bờ vai vững chãi dành cho phụ nữ. Thế nên chúng ta phải chăm sóc cái bờ vai cũng như là cái cơ thể của mình các bạn ạ. Tưởng tượng bây giờ bạn mà chìa vai cho một người phụ nữ dựa vào, xong rồi tự dưng cô ấy hít mũi hai cái, cô ấy thấy có một cái mùi gì đấy lạ lạ là đã cảm thấy không ổn rồi các bạn ạ. Nên cho dù trong mọi hoàn cảnh, cho dù là bạn đang ở gần xung quanh có rất nhiều người phụ nữ hay bạn sống một mình như mình, thì chúng ta cũng cần biết được là cơ thể của mình nó đang trong tình trạng như thế nào. Đầu tiên là về hai cái nách. Mình á, chưa bao giờ mình nghĩ là mình là một người mà có mùi về cơ thể, đặc biệt là mùi về nách. Bằng chứng là quần áo của mình, kể cả có mặc đi tập thể dục về và mình có gửi lại, mình vẫn không thấy có mùi của nách. Cho đến một ngày kia các bạn, tự dưng mình ngủ và mình nằm lăn sang như thế này, tự dưng mình lại thấy có một cái mùi gì đấy nó chua chua nhở, chua chua mà không biết làm sao, thì mới dí sát cái mũi vào. Ôi giời ơi, chính là cái mùi cơ thể thân yêu của mình. Làm sao có ai biết được là người mình có một cái mùi gì đấy hôi ở trên cái thân thể mà đã quá quen thuộc này. Chỉ bằng cách là các bạn thực sự dán sát cái mũi vào đó, hoặc là các bạn giơ nách nhờ mấy đứa xung quanh ngửi hộ xem có mùi quá hay không. Thường là đại đa số là mình nghĩ là không ít thì nhiều nhá, cũng sẽ có mùi cơ thể. Nếu mà cái mùi nó dễ chịu thì không nói làm gì, nhưng mà mùi mà nó nặng quá thì chính là cái lý do đầu tiên để không chỉ riêng phụ nữ mà tất cả mọi người sẽ tránh xa bạn 10 mét. Sau đó là đến cái gì? Mồm, các bạn ơi, mồm ấy. Không nói đến chuyện là răng miệng có đẹp hay không, nhưng mà ít nhất là nó phải sạch sẽ. Phải thường xuyên kiểm tra xem là răng miệng mình nó có đang có một cái vấn đề gì đấy không, có trục trặc hay không, nó có tỏa ra một cái mùi hương gì đấy gợn gợn cơ thể hay không. Thì thực ra nhá, ai cũng có những lúc mà cái hơi thở nó không được thơm tho, chứ không phải là lúc nào nó cũng sạch tinh tươm được, đúng không các bạn? Thì các bạn cũng phải hiểu là có những tình huống bạn bị kiệt sức này, bạn lâu quá không có cái gì bỏ vào miệng này, hay là bạn bận quá đêm qua chưa đánh răng chẳng hạn, thì là những cái lúc mà chúng ta không nên tỏa hương, không nên nghĩ rằng mình là hàm hương để mà phát ra một cái mùi từ cái mỏ sinh của chúng ta đó. Thế thì trong cái tình huống này tốt nhất là đậy lại và đi vệ sinh nó thật là sạch sẽ, cho đến khi mà tự tin thì hãng nói chuyện. Bởi vì mình thấy là trong cuộc sống có rất là nhiều người họ vẫn thản nhiên nói chuyện, mà mình là đàn ông mà mình cứ phải né né ra như này này. Đó, không biết là người ta có bao giờ tự ngửi được mùi miệng của người ta hay không, mà đã thấy lại còn cộng thêm cái combo hút thuốc lá nữa thì ôi giời ơi. Thế bây giờ bạn tưởng tượng cho bạn hôn một cái người như thế thì bạn thử nghĩ xem là bạn có làm được không. Tiếp theo là chuyện đầu tóc các bạn. Nam giới thì có một cái lợi thế rất là lớn so với phụ nữ là đại đa số nam giới là tóc ngắn, và vì thế nên là chúng ta tắm rửa gội đầu sấy tóc nó rất là nhanh.
Và nắm bắt được cái lợi thế này thì cũng vì thế mà hãy tôn trọng cái kiểu đầu mà nó phù hợp với các bạn, và nó cần phải gọn gàng, và nó cần phải có một cái sự chăm sóc chỉn chu nhất có thể, chứ đừng lúc nào cũng bú rù đi ra đường mà nghĩ rằng như thế là một cái sự lãng tử. Có thể cũng có những phụ nữ họ mê cái sự lãng tử đấy, đấy, nhưng mà nó cũng tùy từng người mới toát ra được cái khí chất đó. Còn theo mình, cái tinh thần chung á, là một cái sự gọn gàng, là một cái sự sạch sẽ tươm tất từ răng, từ tóc, từ những cái điều nhỏ nhất trên cơ thể của chúng ta trước đã. Đó đã là cái hình mẫu đầu tiên về người đàn ông mà có lẽ là mọi phụ nữ đều cảm thấy muốn ở gần bên rồi. Tiếp theo là về cái câu chuyện chìa bờ vai ra cho mượn đấy các bạn. Thì đây là một cái điểm mà rất là hấp dẫn trên cơ thể của nam giới, mà mình tin là phụ nữ nào cũng thích những người đàn ông mà có một cái sự rắn chắc. Không nhất thiết là bạn phải trở thành lực sĩ hay là bạn phải cơ bắp quần quận 6 múi đâu, có thì tốt. Nhưng ít nhất thì cũng phải cho người ta thấy được là bạn có sự quan tâm đến cơ thể, bạn có thể là yêu thích vận động, hoặc là ít nhất bạn cũng gắn kết mình với một cái bộ môn thể thao nào đó. Đứng trước một cái người đàn ông mà trông anh ta rất là khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát và có cơ thể cường tráng thì ai mà chẳng dễ bị hạ gục trước cái kiểu người như thế, đúng không? Và cũng hãy hiểu rằng tất cả những cái hoạt động mà chúng ta chăm sóc cho con người mình, chúng ta đắp lên bản thân mình là vì mình trước đã, trước khi nghĩ rằng là tôi làm cái điều này vì người ta thích như thế, vì một ai đấy ở ngoài kia tôi muốn làm cho người ta hạnh phúc hơn. Không bao giờ có cái chuyện đó, tất cả phải xuất phát từ con người của chính chúng ta. Một cái người đàn ông mà biết chăm sóc sức khỏe, biết bảo vệ cơ thể của mình, biết trân trọng từng bộ phận thì chắc chắn là anh ta đã làm cho những người phụ nữ xung quanh có một cái sự yên tâm rồi. Không cần phải lo lắng cho anh này quá nhiều, và trong nhiều trường hợp trái lại, anh ta hoàn toàn có thể lan tỏa một cái nguồn năng lượng tích cực đến tất cả những người xung quanh, cùng làm một cái điều gì đó tốt hơn để chăm sóc cái cơ thể này. Thế thì nếu như bạn có thể trở thành một cái hình mẫu đàn ông như thế thì chắc chắn là bạn đã chiếm trọn trái tim của rất nhiều phụ nữ rồi. Điều thứ hai chúng ta cần nhớ đó là mỗi phụ nữ đều là một cành hoa, nên chúng ta cần phải yêu thương phụ nữ. Cái câu này mình học từ một đứa trẻ 3 tuổi đó các bạn. Hồi đó thì chị sếp của mình có một đứa con nhỏ là con trai. Và các bạn biết tâm lý của một đứa trẻ con nhỏ ấy là nó rất là dễ nóng nảy á, và nó dễ nảy lên trong nhiều tình huống, kiểu như nó chỉ cần dở hơi thôi nó cũng nằm ra ăn vạ. Và khi mà nó lên cơn á thì nó sẵn sàng đánh và nó sẵn sàng đạp đổ hay là phá bỏ bất cứ những cái gì trong tầm với của nó, kể cả đấy là một người phụ nữ. Thì mẹ của em bé đó đã dạy một cái câu nói là phụ nữ là một cành hoa nên chúng ta cần phải yêu thương phụ nữ, và em bé đó sẽ phải đọc câu nói đó bất cứ khi nào mà một cái cơn nóng nảy giận dữ nó ập đến. Và khi mà bạn nhìn một đứa trẻ con á, nó tập đọc một cái câu nói mà nghe nó có một cái tính triết lý trong đó thì bạn sẽ cảm thấy nó rất là buồn cười, nhưng nó lại rất có tác dụng trong việc làm cho một đứa trẻ nó bình tĩnh lại và nó nhớ ra được là cái hành vi của nó, cái cảm xúc của nó ở cái thời điểm đó là đúng hay là sai. Đây là một cái điều mà mình nghĩ là cực kỳ kỳ diệu trong phương pháp rèn luyện tâm lý của một đứa trẻ trước khi nó trở thành một cái người lớn biết suy nghĩ. Đó là một cái câu thần chú dùng để niệm trong trường hợp mà chúng ta cảm thấy có một cái căng thẳng mà nó dễ dẫn đến xung đột. Còn bên cạnh đó thì thông thường tất cả chúng ta cần nhớ rằng là mỗi chúng ta hãy là một người biết yêu thương, trân trọng và bảo vệ phụ nữ. Bạn hãy hình dung là khi mà bạn nhỏ ấy, bạn là một đứa trẻ con ấy, thì bạn sẽ luôn luôn cảm thấy yên tâm khi bạn nhìn xung quanh bạn có người lớn là người thân của bạn. Thì cái tâm lý này đối với phụ nữ họ đã trưởng thành rồi ấy, có thể nó sẽ vẫn còn. Nhưng ở đây nó đã được chuyển hóa thành nếu họ nhìn thấy gần bên họ có một người đàn ông để phần nào họ cảm thấy yên tâm hơn thôi đã. Chỉ đơn giản bằng những cái hành động cực kỳ nhỏ thôi, nãy giờ nói thì nó cứ bị kiểu to, kiểu vĩ mô đúng không? Nhưng bạn cứ hình dung là một cô gái chạy xe một mình trên con đường khuya, so với việc là ở gần bên cô ấy có bạn cũng chạy xe máy song song bên cạnh, thì chắc chắn là cô ấy đã cảm thấy yên tâm hơn rất rất nhiều rồi. Thì tất cả những cái hành động cực kỳ nhỏ thôi nhưng cho thấy rằng bạn đang quan tâm, bạn muốn chăm sóc, che chở và bảo vệ cho một người phụ nữ cũng là một cái hành động mà rất là đáng được ghi nhận và được đánh giá cao trong mắt của phụ nữ. Điều số 3, ánh mắt của phụ nữ là một vì sao sáng. Vì thế đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể nói dối để che đậy một vì sao.
Đấy chính là cái câu hát này này. Một là không nói dối, hai là không nói dối nhiều lần. Tức là không bao giờ được nói dối phụ nữ. Trừ trường hợp thứ ba được nói dối, đấy là khi phụ nữ hỏi là em có xinh không? Em mặc bộ này có đẹp không? Thì lúc đấy chúng ta được quyền nói dối các bạn. Còn lại, trong hầu hết các tình huống của cuộc sống, đặc biệt là người phụ nữ của bạn là người cực kỳ nhạy cảm, tinh tế và thông minh, thì bạn đừng hỏng nói dối mà qua mắt được cô gái ấy. Trước đây bản thân mình đã từng có rất là nhiều lần mình nói dối mẹ của mình thôi đã. Thì các bạn có biết là mẹ của chúng ta là những người phụ nữ mà họ có một cái sự bao dung lớn đến mức độ mà biết rằng con của mình đang nói dối đó, nhưng cũng gật đầu để cho nó tưởng rằng là mình đang tin lời nó. Sau này khi mà mình đi xa bốn phương trời và mình chọn một cuộc sống xa gia đình, thì thậm chí vẫn có những cái tình huống mà mẹ mình chỉ cần ở quê mà vẫn có thể biết được là mình sống xa nhà có đang ổn hay là không. Chỉ cần một vài cái tín hiệu nhỏ thôi cũng có thể mách bảo được để cho mẹ mình biết có một cái dấu hiệu là con của mình chắc là đang có một cái vấn đề gì đó. Và y như rằng trong những cái tình huống khó khăn của đời sống, rất dễ mình sẽ nhận được cuộc gọi hỏi thăm của mẹ mình. Và thậm chí khi mà mình rơi vào những cái sự kiệt quệ về tài chính chẳng hạn, thì lại càng dễ nhận được những cái câu hỏi mà như kiểu là biết rõ là mình đang đối diện với vấn đề gì. Thì mình nghĩ hầu hết phụ nữ sẽ có được cái sự nhạy cảm và tinh tế để mà biết được là những người đàn ông thân cận trong cuộc đời của họ, khi nào anh ta nói thật và khi nào anh ta nói dối. Một câu chuyện khác là mình có một chị bạn. Trong quá trình chị này đang mang thai, chuẩn bị đi đẻ, là khi mà người ta không di chuyển được nữa rồi, bởi vì cái thai nó đã quá to rồi các bạn, chị vẫn đánh hơi được và chị biết chính xác được là người chồng của mình đang đi đâu và làm cái gì. Và bởi vì không thể di chuyển được và bởi vì sức khỏe của em bé, nên người ta nhẹ nhàng để cho em bé ra đời. Rồi sau đó người ta mới giải quyết cái sự lừa dối của người chồng của mình. Đôi khi phụ nữ không nói không phải là bởi vì người ta không biết, mà bởi vì người ta cho mình một cái cơ hội, cho người đàn ông đó một cái sự tự giác hoặc là một sự thay đổi trong nhận thức, xem là anh này có biết quay đầu hoặc ít nhất là trung thực hay không. Và trong nhiều trường hợp, nếu như cái sự lừa dối này nó đi quá xa, thì chắc chắn là phụ nữ họ sẽ có rất nhiều biện pháp đanh thép để xử lý nó. Vì vậy, cho dù trong ánh mắt của phụ nữ bạn thấy toát lên một cái ánh nhìn thân thiện, những cái vì sao lấp lánh nó đang tỏa sáng, nhưng không bao giờ bạn có thể đọc vị được sâu bên trong ánh mắt đó đang suy nghĩ cái điều gì. Và cũng bởi vì thế nên đừng bao giờ nghĩ rằng là chúng ta có thể lấy một tay che cả bầu trời. Bởi vì cái bầu trời đấy người ta đã quá hiểu con người của bạn là như thế nào rồi. Điều số 4. Hầu hết thì mọi người đều thích to, nhưng có nhiều phụ nữ lại thích những thứ nhỏ và tinh tế. Đúng là nghe cái gì to ấy thì chắc chắn là mọi người đều cảm thấy sướng. Ví dụ như là một cục tiền to chẳng hạn. Và vì thế nên rất nhiều người chúng ta nghĩ rằng là phụ nữ họ ham mê vật chất, họ có thích cái gì cũng phải to đập vào mắt, rồi thồn cho thật là nhiều tiền thì muốn làm cái gì cũng được, đúng không? Thì mình cũng không biết nha, mình sẽ không phân tích cái tình huống đó. Bởi vì thực ra là ai mà được cho đồ rồi được vật chất nhiều ấy mà tự dưng lại rơi vào đầu ấy, thì ai mà chả sướng, đúng không? Thế nhưng mà mình muốn nói về những cái nhỏ nhỏ, những cái xinh xinh hơn các bạn. Là ở đây, khi mà các bạn còn trẻ, khi mà các bạn chưa đập được những cái cục tiền thật to xuống mặt bàn để mà gây sang chấn tâm lý với người phụ nữ của bạn ấy, thì bạn hãy bắt đầu bằng những cái thứ nhỏ bé trước đã. Bởi vì sức người có hạn và bởi vì những năm tháng phía trước còn dài, nên bạn còn rất nhiều thời gian để phấn đấu. Vậy thì chẳng lẽ chúng ta chờ đến khi giàu có chúng ta mới làm cho phụ nữ hạnh phúc hay sao? Không, mỗi ngày chúng ta hoàn toàn có thể kiếm rất nhiều điều nhỏ bé đấy thôi, nhưng mà có thể làm cho phụ nữ sung sướng, hoan hỉ, hạnh phúc, vui cả một ngày dài. Ví dụ, không nhất thiết là phải đến một cái ngày lễ dành cho phụ nữ thì toàn bộ nam giới mới ùa ra đường tranh nhau mua những cái bó hoa đắt đỏ về để tặng cho người thương yêu của mình. Hoàn toàn bạn có thể khiến cho cô ấy cảm thấy là lúc nào trong nhà cũng có hoa. Phụ nữ luôn luôn cảm thấy vui khi mà có hương thơm, khi mà có những thứ đẹp đẽ, xinh xẻo trong ngôi nhà của mình. Dù cho có thể cô ấy sẽ lèm bèm là đắt thế cũng đi mua, để cái tiền mua hoa để mua cái khác có phải là nó thiết thực hơn không. Nhưng không các bạn,
mình hiểu là tâm lý phụ nữ nói vậy thôi, chứ ai mà được tặng hoa cũng đều cảm thấy sung sướng, hạnh phúc và có một cái gì đấy vui vui vì người đàn ông này rất là yêu thương mình, trân trọng mình. Thế thì hoàn toàn bạn có thể mang về ngôi nhà của mình những cái bó hoa nhỏ mỗi ngày hoặc là mỗi tuần thôi cũng được. Hay là bạn làm những cái điều mà nó cực kỳ nhỏ mà trước nay chúng ta cứ mặc định là chỉ có phụ nữ mới biết và người ta mới làm được điều đó thôi. Ví dụ như là bạn có thể quan sát là ngày nào cô ấy cũng phải rửa bát, hay là ngày nào cũng phải làm rất là nhiều cái công việc nhà. Thế thì đôi tay của cô ấy liệu nó có bị khô, hay là nó có bị chai sạn, hay là nó có những cái vết nám hay không? Thì bây giờ phải làm như thế nào để chăm sóc cho đôi tay của người phụ nữ mà ngày nào cô ấy cũng vun vén cho cuộc sống của mình? Nếu phụ nữ có một người đàn ông mà biết tinh tế và biết cô ấy muốn gì cần gì thì thực sự là mãn nguyện và hạnh phúc tuyệt trần luôn. Có một cái bài học sách giáo khoa cực kỳ sáo rỗng và nghe nó rất là giáo điều và chúng ta hầu hết không tin, đấy là bạn sẽ chọn một người đàn ông có cả gia tài nhưng mà anh ta chỉ cho bạn một ít, hay là bạn chọn một người đàn ông mà chỉ có một ít nhưng mà anh ta cho bạn toàn bộ. Thì không biết là mọi người sẽ chọn như thế nào, và cái câu này thì thực sự như là đánh đố ấy, và chả ai muốn rơi vào cái tình huống đấy để mà đưa ra cái sự lựa chọn hết. Nhưng chung quy mà nói, nếu mà một người đàn ông mà biết trao đi tất cả những gì anh ta có cho một người phụ nữ thì mình nghĩ hiển nhiên phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy mãn nguyện nếu tôi có một người đàn ông như vậy trong cuộc đời của mình. Điều số 5 mỗi chúng ta cần nhớ đó là việc nặng là của đàn ông, nhưng mà cán cân công lý thì nó luôn nghiêng về phía phụ nữ. Đừng ai bắt bẻ ở cái đoạn này là đúng sai, thì nó phải tách bạch rõ ràng nhá. Theo mình ạ, trong một cái cuộc tranh luận giữa đàn ông và phụ nữ ấy, thì sẽ có người đúng, có kẻ sai. Nhưng tinh thần chung thì phần thắng nó phải nghiêng về phụ nữ. Các bạn hiểu không? Tức là dù cho cái đấy cô ta sai lè lè ra, dù cho cô ấy có những cái lý lẽ không thể chấp nhận nổi, nhưng quan trọng là đằng sau cái cuộc tranh luận, đằng sau cái cuộc cãi cọ đấy, chỉ cần cô ấy có một cái tâm lý là cô ấy là người thắng thôi đã, làm đã cảm thấy là hòa bình trái đất đã được yên ổn rồi. Còn nếu mà bạn đắm chìm trong một cái cuộc fighting với một người phụ nữ mà bạn không cần biết đúng sai như thế nào, bạn phải thắng, thì thôi rồi, chiến tranh thế giới lần thứ bao nhiêu nó hoàn toàn có thể nổ ra, bạn hiểu không? Nên cái tinh thần, cái sự giữ hòa khí, và đôi khi chúng ta chấp nhận mình nhường nhịn một chút xíu để cho người phụ nữ quanh mình họ cảm thấy họ luôn luôn đúng, họ luôn luôn chiếm ưu thế, đã là một cái điều rất là tốt cho thế giới này rồi. Đó. Còn ở cái vế đầu của câu nói là việc nặng là của đàn ông, thì ở đây không có một cái sự phân biệt về giới tính trong phân chia các công việc, mà ở đây mặc định hiểu rằng là đàn ông có thế mạnh về sức lực, và vì có sức lực nên có rất nhiều công việc, vốn dĩ đàn ông nên là người giành lấy để làm các cái công việc này, thay vì là chúng ta nghĩ rằng là phụ nữ cũng phải biết làm những cái điều đó. Đơn cử như khi mà đi ra sân bay thôi, ai cũng có hành lý, ai cũng có vali. Nhưng nếu bạn tinh tế, nhưng nếu bạn biết san sẻ với phụ nữ thì hoàn toàn bạn có thể dành một phần nào đó sức nặng trong hành trang của cô gái đó để trở thành cái phần kéo đi của bạn. Như thế thì phụ nữ mặc dù đôi khi họ không muốn phiền đến bạn, nhưng họ vẫn cảm thấy biết ơn người đàn ông đang đi cùng mình này. Hay là có rất nhiều tình huống trong đời sống mà đôi khi phụ nữ họ cảm thấy đàn ông là siêu nhân. Ví dụ luôn luôn họ nhìn lên những cái bóng đèn và họ tò mò là tại sao anh này anh ấy thay được cái bóng đèn đó, trước khi họ hiểu ra rằng thực ra tôi là phụ nữ và tôi bắt cái ghế lên tôi cũng thay được cái bóng đèn đó. Nhưng đây là một cái cơ hội to tát để cho anh này được thể hiện cái sự ga lăng, cái bản lĩnh đàn ông của anh ta trước đã. Mình tin rằng mọi công việc, mọi hành động trên thế giới này, nếu mà chúng ta vốn dĩ nghĩ rằng nó thuộc về giới tính này, hoàn toàn giới tính kia người ta cũng có thể làm được nếu người ta tập trung tìm hiểu và trải nghiệm ngày qua ngày. Chính vì thế, có rất nhiều công việc mà lâu nay chúng ta mặc định là việc của phụ nữ. Ví dụ như là nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, những cái việc mà chúng ta nghĩ là việc tay chân ở nhà thôi thì phụ nữ làm. Và đàn ông thì hay nói là tôi không thể làm tốt được như người phụ nữ đấy. Thực ra không có ai mà tự dưng sinh ra mà làm tốt được một cái công việc nấu ăn hay là rửa bát hay là lau nhà hết. Đấy là những cái công việc mà bắt buộc cuộc sống thì phải học và làm tốt hơn, nhanh hơn ngày qua ngày thôi. Thế thì bản thân mình đã cảm nhận thấm thía cực kỳ rõ khi mà sống một mình,
đấy là tất tần tật mọi thứ từ A đến Á tôi đều có thể giải quyết được hết, kể cả khi tôi không có một người phụ nữ ở bên cạnh. Từ những cái việc như là cái quần của mình nó bung một cái cúc thôi, mình cũng có thể dùng kim chỉ để mình khâu nó lại được. Hay thậm chí là cắm hoa này, hay là tết tóc cho một đứa trẻ này. Tất cả những thứ đó thì đàn ông đều có thể làm được hết nếu anh ta bỏ thời gian ra thử làm và tập làm ngày qua ngày. Thì ở đây ý của mình là chúng ta cần phải học cách đặt mình vào vị trí của phụ nữ và thử trải nghiệm tất cả những công việc mà trước giờ chúng ta vốn mặc định là phụ nữ làm. Ví dụ như là ở trong gia đình của mình thì bố mình ngày nào cũng vào bếp nấu cơm, và bố mình cũng nấu được những cái món mà rất là ngon, mà cho dù mẹ mình có thử nấu thì cũng không thể nấu ngon được như bố mình. Nhưng mà trái ngược lại thì mẹ mình ngày nào cũng đi đánh cầu lông vào mỗi 6 giờ chiều, và bây giờ ở tuổi ngoài 60 mẹ mình vẫn đi thi đấu cầu lông. Thì đây là hai cái hình ảnh mà mình thấy là ở trong gia đình mình nó rất là thú vị, và không có một cái sự dán mác cố định là đàn ông thì phải như thế này và phụ nữ thì phải như thế kia. Sẽ rất khó để bạn trở thành một người đàn ông thấu hiểu tâm lý phụ nữ, nhưng sẽ thật tuyệt nếu bạn là người đàn ông muốn tìm hiểu tâm lý phụ nữ, muốn biết cô ấy trải qua điều gì trong cuộc sống, tâm sinh lý của cô ấy thay đổi ra làm sao, và cô ấy phải chịu đựng những điều gì hay là những công việc như thế nào, để từ đó bạn muốn đồng cảm, bạn muốn chia sẻ và bạn muốn đồng hành cùng với lại cô gái này trong một hành trình dài. Thực sự mình cũng nghĩ là hầu hết phụ nữ đều thích ở gần những người đàn ông mà có được 5 cái điều mà mình vừa chia sẻ trong cái podcast ngày hôm nay. Thì cũng sắp đến một cái ngày mà rất là gọi là chúng ta đều hướng sự thương yêu của mình đến những người phụ nữ ở xung quanh. Nhưng mình tin rằng là không cần thiết phải đợi đến một cái dịp nào đó thì mình mới hướng về mẹ của mình, em gái của mình, bạn gái của mình, hay là những người phụ nữ đồng nghiệp, bạn bè xung quanh đâu. Nếu như bạn là một người sâu sắc, bạn là một người thú vị và bạn yêu, bạn trân trọng phụ nữ, thì hãy để cho họ thấy được rằng có rất nhiều ngày trong năm, rất nhiều thời điểm bạn là một chàng trai tuyệt vời trong mắt của họ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe podcast của mình ngày hôm nay nhé. Nếu mà nói một cái điều gì đấy mà nó sai quá thì comment nhẹ nhàng ở bên dưới để góp ý cho nhau thôi nhá. Đừng có mà chửi mình nhá, sợ lắm. Thế thôi, còn bây giờ thì kết thúc podcast ngày hôm nay ở đây nhá. Bye bye. Căng thẳng quá.